thêm 82 ca COVID-19. 7 ổ dịch phát hiện từ bệnh nhân khám ở các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. 21 ca COVID-19 từ chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư E-Home. Một nhân viên bảo mẫu khoa sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 mắc COVID-19. Bà Rịa, Vũng Tàu cho đăng ký mua vaccine của Mỹ và Anh, giá không quá 1 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 chiều ngày 11 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Bộ Y tế trưa 11 tháng 6 ghi nhận 82 ca dương tính nCoV, gồm 81 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, từ sáng đến trưa nay, Bộ Y tế công bố tổng cộng 122 ca COVID-19. 82 ca mới được ghi nhận từ số 9836 đến 9917. 81 ca ghi nhận trong nước gồm tại Bắc Giang 45 ca, thành phố Hồ Chí Minh 18, Bắc Ninh 9, Hà Nội 5, Hà Tĩnh 4 ca. Trong đó, 77 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 3.764 ca, Bắc Ninh 1.240, thành phố Hồ Chí Minh 590, Hà Nội 456 ca, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 95 ca, 53 ca ở Bệnh viện ca và Hà Tĩnh 26 ca. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên 6.718 ca, ghi nhận ở 39 tỉnh thành. Hà Nội 5 ca, gồm 4 ca liên quan đến 9139, 1 ca F1 của 5325. Kết quả xét nghiệm ngày 10 tháng 6, họ dương tính với nCoV. Bắc Giang 45 ca ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Hà Tĩnh 4 ca, gồm 2 ca là F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10 tháng 6, dương tính với nCoV. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Bắc Ninh 9 ca, gồm 7 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca là F1 của 6724. Kết quả xét nghiệm ngày 10 và 11 tháng 6, họ dương tính với nCoV. Thành phố Hồ Chí Minh 18 ca, gồm 11 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến ổ dịch quận Gò Vấp, 2 ca đang điều tra dịch tễ. 1 ca nhập cảnh. Ca 9853 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 9 tháng 6, người này từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 11 tháng 6 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, từ những bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện và xét nghiệm sàng lọc dương tính nCoV, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 7 chuỗi lây nhiễm cộng đồng, đa số chưa rõ nguồn lây. Theo Sở Y tế thành phố, ổ dịch quận Gò Vấp được phát hiện từ 3 ca đầu tiên đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 26 tháng 5. Đến nay, thành phố xác định 441 trường hợp dương tính được công bố với nhiều nhánh lây nhiễm lớn. Ngoài chuỗi lây nhiễm trên, thành phố còn phát hiện 48 bệnh nhân COVID-19 qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, phòng khám. Từ 6 bệnh nhân đến khám sàng lọc tại 3 bệnh viện gồm Thống Nhất, Trưng Vương và Bình Chánh, ngày 8 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã truy vết phát hiện họ đều liên quan đến ổ dịch xưởng cơ khí ở Hóc Môn. Hiện 25 bệnh nhân khác được ghi nhận dương tính nCoV đều có quan hệ trong cùng gia đình, hàng xóm tiếp xúc gần các ca nhiễm. Ổ dịch chung cư E-Home 3, quận Bình Tân phát hiện từ một trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Quốc tế City ngày 5 tháng 6 và một trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Triều An ngày 7 tháng 6. Đến sáng 11 tháng 6, ngành y tế ghi nhận tổng cộng 21 ca liên quan ổ dịch này, trong đó có một nữ công nhân làm việc tại công ty Poen. Ổ dịch tại đường số 11, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, từ một bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Đức Khang ngày 2 tháng 6, hiện đã phát hiện thêm 5 bệnh nhân là người sống cùng nhà và người cùng làm việc. Ổ dịch tại ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, từ một bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Hóc Môn ngày 5 tháng 6, đã phát hiện thêm 9 bệnh nhân khác cùng nhà và các nhà xung quanh. Ổ dịch trong công ty kiểm toán quận 3 đến nay ghi nhận 4 trường hợp, trong đó 2 bệnh nhân phát hiện từ ngày 18 tháng 5, gồm thanh niên ngụ thành phố Thủ Đức và người phụ nữ cư trú ở quận 7. Đến ngày 4 tháng 6, công bố thêm 1 trường hợp và ngày 8 tháng 6, thêm 1 trường hợp tiếp xúc gần dương tính. 2 ca phát hiện trong thời gian cách ly tập trung nên không có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng. Ổ dịch tại quán bánh canh ở quận 3 đến nay ghi nhận 7 trường hợp, trong đó 5 bệnh nhân phát hiện từ ngày 21 tháng 5 từ một trường hợp đi khám tại phòng khám y khoa Medic Hòa Hảo. Đến ngày 2 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2 trường hợp tiếp xúc gần dương tính đã được cách ly trước đó nên không lây nhiễm cho cộng đồng.
đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục khoanh vùng, dập dịch khẩn trương, xét nghiệm tầm soát quanh địa điểm có ca nhiễm và khu vực lân cận, đồng thời xét nghiệm mở rộng trong cộng đồng. Các chung cư, tòa nhà văn phòng, căn hộ có ca nhiễm, thành phố lấy xét nghiệm toàn bộ người cư trú và làm việc tại các địa điểm nêu trên. HCDC sáng 11 tháng 6 ghi nhận chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Y-Home 3, quận Bình Tân và khu tái định cư ở phường 16, quận 8. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, chuỗi lây nhiễm này ghi nhận 8 ca nhiễm sống tại chung cư Y-Home 3 và 13 ca nhiễm liên quan. Ngày 30 tháng 5, quận Bình Tân ghi nhận ca đầu tiên tại chung cư Y-Home 3, đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, là bệnh nhân 7409 sống tại tầng 4, block A6. Ca này làm chung với bệnh nhân quận Gò Vấp tại công ty Thiên Tú FN. Sau đó, thành phố ghi nhận thêm ca 7418 sống cùng phòng với 7409. Lúc này block A6 được phong tỏa, chung cư này quy mô 14 block và mỗi block cao 9 tầng. Sáng 5 tháng 6, bệnh nhân 8737 ở tầng 9, block A3 cảm thấy mệt mỏi kéo dài nên đã đi khám tại bệnh viện, xét nghiệm cho kết quả dương tính. Lực lượng chức năng đã phong tỏa block A3, A4 của chung cư và lấy mẫu tầm soát COVID-19 toàn bộ cư dân trong khu vực. Kết quả phát hiện thêm 5 ca gồm bệnh nhân 8946, 8947, hai bệnh nhân này sống chung với 8737, 9096 và 9496 sống cùng tầng 9, 9486 sống tại tầng 2. Điều tra dịch tễ ghi nhận ngày 1 tháng 6, ca 9096 dọn nhà từ phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức về chung cư Y-Home 3. Nhóm chuyển nhà gồm 5 người, qua lấy mẫu phát hiện 3 trường hợp mắc COVID-19. Các trường hợp khác liên quan nhóm này bao gồm 9499, nữ công nhân làm việc tại công ty Powell, là vợ của bệnh nhân 9497. Ngày 11 tháng 6, ngành y tế ghi nhận thêm 4 trường hợp liên quan, trong đó 3 trường hợp cư trú ở Bình Chánh là bạn của nhóm chuyển nhà, vợ con của người bạn này, K9830, 9832, và một người lao công ở khu A3 sống tại quận 8 là K9833. Bên cạnh đó, nhóm chuyển nhà 5 người này là bạn bè thường xuyên ghé quán bán nước của một người trước block A9, A10 chung cư Y-Home 3. Người này sau đó cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính và trở thành bệnh nhân 9498. Ngoài ra, 9498 còn một quán nước khác tại khu tái định cư ở phường 16, quận 8. Đây là địa điểm mà nhóm tài xế xe cấp cứu gồm 4 người của một bệnh viện thường xuyên ghé tới cũng đã có kết quả dương tính. Ngoài ra, bệnh nhân 9498 còn một quán nước khác tại khu tái định cư ở phường 16, quận 8. Đây là địa điểm mà nhóm tài xế xe cấp cứu gồm 4 người của một bệnh viện thường xuyên ghé tới cũng đã có kết quả dương tính. Tối 10 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận ổ dịch liên quan xưởng cơ khí ở Hóc Môn và một khách sạn tại Tân Bình ghi nhận 28 ca. Các ổ dịch này vẫn chưa xác định được nguồn lây, đang được điều tra. Thưa quý vị, trong cuộc họp sáng 11 tháng 6 với Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong về phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 10 tháng 6, một nữ nhân viên bảo mẫu khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 được phát hiện mắc COVID-19. Người này có tiếp xúc với người thân dương tính tại huyện Củ Chi. Qua truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, may mắn là các nhân viên và bệnh nhân tiếp xúc với bảo mẫu này âm tính. Theo ông Bình, ngành y tế cố gắng ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh từ cộng đồng lây lan vào cơ sở y tế, nhưng phải bảo đảm không để xảy ra trường hợp chính nhân viên y tế lây lan cho bệnh nhân. Từ đó, ông Bình cho rằng, dù biện pháp giãn cách xã hội hạn chế được mức độ lây lan trong cộng đồng, nhưng ở các hộ gia đình vẫn còn tình trạng giao lưu với nhau. Thời gian qua, các chuỗi ca nhiễm qua truy vết có nhiều người tiếp xúc với nhau tại gia đình, hàng xóm, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Một ổ dịch phát hiện có sự giao lưu trong gia đình, hàng xóm nữa là xưởng cơ khí Hóc Môn. Tối 8 tháng 6, ghi nhận có 6 bệnh nhân đồng thời khám sàng lọc tại 3 bệnh viện. Qua truy vết đã phát hiện các trường hợp này đều liên quan đến một xưởng cơ khí ở Hóc Môn. Sau đó đã phát hiện thêm 25 trường hợp, trong đó có 3 người làm việc tại công ty Sam Ho. Theo ông Bình, dựa vào thời gian ủ bệnh là từ 14 đến 21 ngày, trong 10 ngày tới có thể phát hiện thêm các ca bệnh rải rác từ các ổ dịch đã được kiểm soát. Thành phố cần tận dụng những ngày áp dụng giãn cách tiếp theo, yêu cầu người dân khai báo đầy đủ, khám kiểm tra sức khỏe ngay khi có triệu chứng. Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nguồn cung ứng vaccine phòng COVID-19 do Mỹ và Anh sản xuất nên có thông báo để đăng ký mua cam kết sử dụng. Giá mỗi liều vaccine từ hơn 300.000 đồng đến gần 1 triệu đồng. Theo đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nguồn cung 200.000 liều vaccine Pfizer do Mỹ sản xuất, giá mỗi liều khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh là 39,9 đô la Mỹ một liều, tương đương 917.700 đồng. Thời gian giao hàng là 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Ngoài ra, tỉnh này còn có nguồn cung 2 triệu liều vaccine AstraZeneca do Anh sản xuất, giá mỗi liều là 12 euro, tương đương 335.808 đồng.
thời gian cung ứng vaccine này là 4 tuần kể từ ngày ký hợp đồng. Do đó, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo rộng rãi đến các huyện, thị, thành phố, sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan và tổ chức trên địa bàn đăng ký cam kết mua và sử dụng để sở tham mưu cho tỉnh mua hai loại vaccine trên. Việc đăng ký phải bằng văn bản và gửi về phòng nghiệp vụ Sở Y tế trước 10 giờ ngày 21 tháng 6. Theo Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vaccine Pfizer có hiệu lực lên đến 95%, cho phép sử dụng khẩn cấp để ngăn ngừa COVID-19 ở những người từ 16 tuổi trở lên. Mỗi người tiêm 2 liều cách nhau 21 ngày, còn vaccine AstraZeneca có hiệu lực trên 90% tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, kể cả người mắc bệnh nền. Mỗi người tiêm 2 mũi cách nhau 2 tháng. Chi phí vận chuyển, lưu kho và tiêm sẽ do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Bản tin COVID-19 chiều 11 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.